Trong video này, mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm bật kiếm tiền Facebook thành công 100%, không trượt phát nào. Nhờ cách này, mình đã hỗ trợ cho hơn 20 page bật kiếm tiền trên Facebook qua đường chính ngạch mà không cần thuê VPN, không cần fake IP hay lần mò mua bánh thuế ảo mập mờ trên mạng. Trên màn hình này, bạn có thể nhìn thấy dòng tiền ổn định mà Facebook đã chi trả và những khoản thanh toán hàng tháng được gửi về cho creator Việt Nam. Vậy cụ thể các bước thực hiện thế nào? Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé! Những sai lầm phổ biến Kể từ khi Facebook ra mắt chương trình quảng cáo trong luồng hay còn gọi là Ad Breaks, thì với cùng một video đã sản xuất ra, thay vì chỉ kiếm được tiền trên YouTube, giờ đây Creator có thể upload lên cả Facebook và nhân đôi thu nhập của mình là platform có số người sử dụng nhiều nhất nhì trên thế giới. Chương trình kiếm tiền Facebook chính là cơ hội hấp dẫn cho nhà sáng tạo Việt Nam nói chung và cộng đồng Việt Creators nói riêng. Tuy nhiên, vấn đề nhức đầu nhất là Việt Nam luôn nằm trong danh sách quốc gia nhạy cảm. Facebook vẫn chưa hề có một động thái gì rõ ràng trong việc đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia đủ điều kiện bật kiếm tiền. Chính vì vậy, để tham gia AdBreaks, Creator Việt Nam luôn phải tự mày mò rất vất vả, nhưng hầu hết đều không thành công. Ba sai lầm phổ biến thường gặp nhất là sử dụng banh thuế Việt Nam, mua banh thuế ảo và fake IP. Sai lầm thứ nhất là thiết lập payout bằng thông tin banh thuế Việt Nam, tức là dữ liệu thật của creator. Khi page đủ điều kiện bật kiếm tiền, Facebook sẽ yêu cầu thiết lập payout. Payout trên Facebook tương đương với AdSense bên YouTube là thông tin thanh toán và thông tin thuế của người nhận tiền. Nếu sử dụng thông tin banh thuế Việt Nam, page của bạn sẽ hiện lỗi quốc gia không đủ điều kiện và không được bật kiếm tiền nữa. Tuy có vai trò tương đương với AdSense của YouTube, điểm khác biệt lớn nhất là Facebook không cho phép creator tự do đổi thông tin payout dễ dàng như trên YouTube. Một khi đã lỡ đăng ký, thông tin banh thuế Việt Nam đó sẽ dính vào pay của bạn, rất khó thay đổi. Một số network nội quảng cáo là họ có thể gửi page của bạn qua Facebook Singapore. Tuy nhiên, mỗi năm chỉ có một vài page rất lớn được Facebook Singapore chấp thuận. Phần lớn các Payscak còn lại hiện thị trạng thái đã đăng ký trước và cũng không được bật kiếm tiền. Nếu bạn rơi vào trường hợp này thì cũng không cần phải quá buồn. Ở phần cuối video mình sẽ cung cấp giải pháp khắc phục. Sai lầm thứ hai và nghiêm trọng hơn là tìm mua banh thuế ảo theo hướng dẫn của các hội nhóm trên mạng. 99% các trang này sẽ không thiết lập kiếm tiền thành công vì đây đều là những công ty ma hoặc các thông tin đã lỗi thời họa hoan lắm nếu lỗi chia xảy ra trong quá trình thiết lập thì thường creator cũng không thể nhận được thanh toán vì trước khi chuyển tiền Facebook sẽ yêu cầu chủ page cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý doanh nghiệp cho họ để xác minh doanh nghiệp đó có thực sự tồn tại và hoạt động hay không nếu không thể xác minh được page sẽ bị tắt kiếm tiền ngay lập tức cho đến thời điểm hiện nay lỗi này vẫn chưa có thuốc chữa một biện pháp phổ biến được nhiều creators sử dụng là dùng vpn để thay đổi địa chỉ ip của máy tính như giang hồ vẫn thường gọi là fake ip kinh nghiệm cho thấy facebook rất thường xuyên tổ chức quét các page fake ip vi phạm chính sách như thế này kể cả khi chưa bị quét tới các page này rất khó đảm bảo giữ địa chỉ ip của mình cố định vì những sự cố ngoài ý muốn như nhiều anh chị em trong cộng đồng nhà sáng tạo việt nam việt creators đã biết mình may mắn sinh sống và làm việc tại Canada, là quốc gia nằm trong danh sách đủ điều kiện kiếm tiền với Facebook. Trong suốt hơn 3 năm vừa qua, mình đã tận dụng ưu thế này mở một doanh nghiệp, công ty media, tạo ra một payout doanh nghiệp theo đúng yêu cầu của Meta để hỗ trợ cho rất nhiều nhà sáng tạo Việt Nam không cần thông qua VPN, không cần mua banh thuế ảo mà vẫn chính thức được bật kiếm tiền với Facebook. Quy trình thực hiện như sau: khi Pace đủ điều kiện bật kiếm tiền, anh chị em có thể liên hệ với mình để mời vào làm quản trị viên Pace. Thông tin liên hệ và đăng ký có trong phần mô tả video. Các quản trị viên Việt Nam phải thoát ra khỏi Pace để đảm bảo Pace hoàn toàn được quản lý bởi các admin, các via của quốc gia được bật kiếm tiền, tức là Canada. Một tin nhắn tự động sẽ được cài đặt trên Pace để khi cần liên hệ với chủ Pace, khán giả sẽ được chuyển hướng nhắn tin sang số Zalo Việt Nam của Creators. Sau khi kết nối thành công với banh và thuế doanh nghiệp Canada, Pay sẽ được gửi đi xét duyệt bật kiếm tiền. Thông thường, kết quả sẽ được trả về trong vòng trên dưới 2 tuần. Mỗi khi đăng bài, Creator sẽ chia sẻ video qua Google Drive để các admin ngoại trực tiếp đăng tải từ Canada, không cần phải fake IP tránh mọi rủi ro như đã nói trong phần trước. Mấu chốt quan trọng và khó nhằn nhất để đảm bảo bật kiếm tiền thành công là phải có payout banh thuế doanh nghiệp thật của một quốc gia được bật kiếm tiền. Việc thành lập được một doanh nghiệp không phải là chuyện đơn giản bởi ở các quốc gia phát triển như Canada, quy định, pháp luật và tài chính rất chặt chẽ. Có hai biện pháp đã được đặt ra để bảo vệ an toàn cho payout doanh nghiệp này. Thứ nhất, payout chỉ nhận bật kiếm tiền với các pay xanh sạch đẹp, tức là content gốc tự sáng tạo, không gây hại cho con người và thiên nhiên. Thứ hai, Payout này không được mở công khai tràn lan cho mọi creator. Payout chỉ nhận nếu page đạt một mức traffic tương đối lớn, cụ thể là 1 triệu view một phút trong vòng 28 ngày vừa qua. Nhờ vậy, hơn 3 năm vừa qua, Payout này vẫn hoạt động, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho creator Việt Nam. Có cần tạo page từ Canada hay không? Như đã nói ở phần trước, mình chỉ vào tiếp nhận quyền admin khi page đã được Facebook mời bật kiếm tiền và đảm bảo traffic tương đối lớn trước thời điểm này anh chị em hoàn toàn tự do tạo page và đăng bài từ việt nam không cần fake ip không cần thuê vpn tránh tạo thêm tín hiệu xấu cho page nếu page đã được mời bật kiếm tiền nhưng traffic chưa đạt yêu cầu như đã nói ở trên anh chị em vui lòng tiếp tục sản xuất nội dung kéo thêm khán giả và traffic cho trang của mình cho đến khi đạt yêu cầu các bạn cũng có thể tham gia học hỏi kinh nghiệm kéo traffic từ cộng đồng nhà sáng tạo việt nam việt creators nếu page đã dính banh thuế lậu, ở phần trước anh chị em đã biết đây là lỗi rất nghiêm trọng và không có thuốc chữa. Nhưng nếu bị lỗi này cũng đừng cho rằng cánh cửa kiếm tiền Facebook đã hoàn toàn khép lại. Bạn có thể mở một page khác để đăng tải nội dung mới của mình với những nhà sáng tạo đã có kinh nghiệm. Thông thường page mới sẽ lên rất nhanh, view sẽ lên mạnh tương đương hoặc hơn với page cũ của bạn chỉ trong một thời gian rất ngắn. Video này không phải là thuốc nhưng tác dụng với tâm hồn có thể còn hơn cả thuốc. Vui lòng xem kỹ hướng dẫn sử dụng và các thông tin đăng ký bật kiếm tiền Facebook trong phần mô tả. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo của Viet Creators.